Ông chủ, có trộm đột nhập vào nhà rồi. Tên trộm này đúng là chảnh mãn thiệt. Trộm đồ xong xuôi cũng không biết đóng két sắt lại nữa. Ba có để đồ đạc quan trọng gì trong đó không ba? Để chút tài liệu cùng với một số tiền mặt thôi. May mà lần này chỉ là trộm đồ không phải trộm cướp. Ba không bị chúng dọa sợ là được rồi. Có người trộm két sắt trước tôi một bước, trong đó không có gì hết. Cứ coi như là của đi thay người đi. Thì đành vậy chứ biết làm sao. Tôi đã xem lại hệ thống máy quay an ninh, hình như là hư rồi. Bắt đầu từ 3:27 khuya hôm qua đã ngưng ghi hình lại dữ liệu. Tôi đã gọi điện thoại báo kêu người tới sửa rồi. Sao hư đúng lúc quá vậy? Phải đó, có khi nào là có ai đó cố tình làm hư không? Có phải chị Tam vừa ăn cướp vừa la làng, bản thân ăn trộm đồ rồi nó có trộm vào nhà không? Trời ơi, không có đâu. Có gan tài trời tôi cũng không dám làm vậy. Ba thấy có nên báo cảnh sát không? Để chị Tam nói trước đã. Sáng nay cô Hai thả thuốc trị rận, tôi sợ hít phải khí độc nên đã ở ngoài giường tưới qua cả buổi sáng. Sau một thời gian, tôi trở vào nhà định mở hết cửa sổ ra để thoáng khí. Ai ngờ vừa vào tới phòng ông chủ đã thấy két sắt bị vỡ toang ra rồi. Vậy có nghĩa là cửa sổ không hề bị phá hỏng. Trộm vào nhà bằng cách nào? Có khi nào có nội ứng không? Tôi không phải nội ứng mà. Máy quay an ninh thì bị hư, cũng không ai nhìn thấy tên trộm. Hơn nữa ba cũng bị bệnh sa sút trí nhớ mà. Đúng rồi, có khi nào ba tự mình dọn dẹp két sắt sau đó lại quên mất chuyện này? Ba cũng mong là vậy. Vậy ngoài trừ két sắt của ba ra, chị ba, chị dâu, hai chị có bị mất đồ không? Chị không mất, chị cũng không mất. Sao lại trùng hợp vậy? Hôm nay chúng ta đi ăn sáng đột xuất mà vừa ra ngoài đã có trộm vào nhà rồi. Ê, đúng là trùng hợp thật. Chị có hứng thú với két sắt của bà à? Có khi nào lúc chị Tam vào nhà đã làm bọn trộm hoảng sợ nên không kịp trộm những chỗ khác không? Người nhà làm kẻ trộm thì rất khó phòng bị. Raymond, con đó có phải không? Ba, con không hiểu ý của ba. Con không hiểu. Ba cảm thấy có người hứng thú với những gì có trong két sắt đó. Sao ba cảm thấy đó là con? Có phải ba muốn ám chỉ con thiếu tiền tới nỗi cả két sắt của ba? Nếu phải thì ba nói con biết trong két sắt có bao nhiêu tiền đi. Tiền là chuyện nhỏ thôi, tập tài liệu trong đó thì mới quan trọng hơn. Tài liệu gì mà quan trọng dữ vậy ba? Hồi nãy trong lúc ăn sáng thấy con không thoải mái chút nào, cứ như bị kiến cắn vậy. Dường như con đang lo lắng chuyện gì đó rất là quan trọng. Đó là ba tự nghĩ nhiều mà thôi. Ba, trong phòng tụi con có rận thật mà. Ba nhìn tay con nè, nên con mới phải thả thuốc trị rận đó. Không biết con định báo cảnh sát không đây ta? Đúng đó, nhà bị mất trộm nên báo cảnh sát, để cảnh sát điều tra cho rõ, không đổ oan người vô tội. Ông xã. Không phải anh lấy thật hả? Vậy là em lỡ diễn kịch hơi lố. Diễn dư thừa rồi. Sao em biết chứ? May mà ba vẫn không chịu báo cảnh sát. Ba không báo là vì ba nhận định anh là kẻ trộm, nhưng không có bằng chứng. Ba có bị sa sút trí nhớ thật không? Nghi ngờ anh trước mặt cả nhà như vậy. Ông ấy chỉ muốn nắm chặt cổ anh, cho anh không được nhúc nhích. Vậy ai có lòng tốt lấy trộm giùm anh trước vậy? Em làm ơn đừng có ngây thơ. Người đó có lòng tốt,
Ngoại trừ ba ra thì người đó chính là người muốn anh chết nhất. Amada, em không cảm thấy lúc nãy biểu hiện của nó kỳ lạ sao? Theo như anh biết, nó sẽ là người đầu tiên kêu cảnh sát, nhưng mà nó rất bình tĩnh, cứ như đang xem phim vậy. Cũng phải, em ấy không thường xuyên vào phòng ba, nhưng muốn biết mật mã cảnh sát cũng không khó. Bây giờ làm sao chứ? Bây giờ quyền phát bóng đang ở trong tay họ, tới đâu hay tới đó vậy. Anh Thương, uống trà. Cảm ơn cô. Anh Thương à, ông chủ còn đang ngủ, phiền anh chờ thêm một chút. Được rồi. Chị Tâm, hai người đang nói gì đó? Có phải chuyện về cái xác hay không? Có phải chị biết gì hay không? Nói tôi nghe thử xem. Chị Tâm à, hay là chị nói chuyện này cho anh Thương biết đi, để coi anh xử lý như thế nào. Thật ra sau khi cả nhà họ ra ngoài ăn sáng, cậu Đinh. Xin chào. Cô Đồng không có ở nhà. Không sao đâu. Vậy tôi gửi lại hình ảnh chụp mẫu cho cô ấy là được. Nhưng mà cho tôi mượn nhà vệ sinh chút được không? Nhưng mà trong nhà đang bỏ thuốc trị rận, sẽ rất là hôi, có sợ không hả? Không sao đâu, tôi đi vệ sinh nhanh thôi. Hả? Cậu ấy vào trong hết mười mấy phút, tôi tưởng cậu ấy đi vệ sinh. Có nói chuyện này với Lôi tổng hay không? Chị Tam thấy ông chủ với cậu hai gây lộn với nhau, còn nói báo cảnh sát, cho nên không có dám nói nhiều. Vậy ngoài ba người chúng ta ra, chị còn nói cho ai biết nữa hay không? Tôi không dám nói đâu. Anh Thương à, anh sẽ nói với ông chủ là không liên quan tới tôi đúng không? Tôi biết phải làm sao rồi, nhưng mà chị nên hiểu chuyện này càng nhiều người biết sẽ càng phức tạp, hiểu mà đúng không? Nghe Lô tổng nói vậy đúng là có nhiều sự trùng hợp thật đó. Sáng sớm nay Tina thả thuốc trị trận, Raymond thì mời cả nhà ra ngoài uống trà. Tối hôm qua máy quay an ninh lại bị hư nữa. Rồi đưa tin là có nhiều khả nghi nhất, nhưng lại khiến người ta suy nghĩ nó dường như chưa có đạt được mục đích. Ý của Lôi tổng đó là có người chiếm sẻ trực sẵn. Là có người chiếm ưu thế trước. Nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Có lẽ con cáo ở trong nhà này không chỉ có một người đâu. Vậy cậu đoán xem đó là ai? Ai sẽ là người có hứng thú với tập tài liệu này kia chứ? Cậu cũng nghi ngờ Amanda hả? Tôi không có bất cứ ám chỉ nào đâu, Lô tổng. Nếu như đó là Amanda, có phải có những chuyện cậu biết mà tôi không biết không đây? Hồi nãy chị Tam cũng có nói mà, sau khi cả nhà đi ra ngoài, Đinh Hữu Ninh đã từng tới đây. Có khi nào anh ta đã nhận sự chỉ thị của ai hay không? Tại sao Tam lại không nói với tôi? Có lẽ là không muốn bị liên lụy thôi. Amanda với Đinh Hữu Ninh bây giờ mối quan hệ thế nào? Bây giờ mối quan hệ của họ thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết là Amanda với lại Đinh Hữu Ninh có từng ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho Double B. Ngoài mặt thì họ không có tương tác gì hết. Thực tế thì tôi cũng không rõ lắm. Người mạo hiểm lấy cắp tập tài liệu này, thứ nhất, tập tài liệu này rất bất lợi cho họ. Thứ hai, tập tài liệu này vô cùng có lợi với họ. Người có tâm tư khác nhau, suy nghĩ cũng sẽ khác nhau mà. Nếu thật sự Amanda cần tập tài liệu này, đâu cần phải lấy trộm hỏi tôi là được rồi. Thật ra tôi luôn cảm thấy Amanda vẫn đang âm thầm bố trí. Cậu nghĩ nó đang bố trí cái gì? Amanda biết Lôi tổng rất là thương mình, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng mà cô ấy muốn dựa vào thực lực của mình để giao đấu với lại anh trai, cho nên cô ấy đã chọn dùng cách này. Cậu đi tìm hiểu thử đi. Dạ rõ, Lôi tổng. Mời vào. Có làm phiền anh hay không? Phải rồi, tôi đang phân vân xem nên chọn tấm nào để làm ảnh bìa được đây. Hay là anh chọn giùm đi hả? Tấm giữa đi. Đây cũng là tấm ảnh mà tôi ưng ý nhất, nhưng mà cuối cùng vẫn phải để Lôi Tử Đồng, cô ấy tự chọn lại. Hôm qua anh đã dùng cái cớ này tới nhà họ Lôi đúng không? Tôi không hiểu. Hôm qua anh đem ảnh đi cho Amanda, sau khi rời khỏi nhà họ Lôi thì họ phát hiện bị mất trộm. Tất cả đồ đạc ở trong cái sắt đều bị mất hết. Có báo cảnh sát chưa? Lôi tổng cho rằng là người ở trong nhà lấy, không muốn làm lớn chuyện. Ý anh là tôi đã lấy à? Ngay cả cái sắt của Lôi tổng đặt ở đâu tôi còn không biết. Nếu như có người nói cho anh biết thì anh sẽ biết thôi. Anh cảm thấy là Lôi Tử Đồng kêu tôi lấy trộm đồ trong cái sắt của ba mình à? Hai anh em họ vẫn luôn tranh giành vị trí chủ tịch.
trong kết sắt có những tài liệu rất là quan trọng, rất bất lợi cho Raymond. Nhưng mà ngược lại với Amanda lại là một quân cờ rất có lợi. Lôi Tử Đồng sẽ không làm vậy đâu. Amanda của bây giờ không phải là Đồng Đồng mà anh từng biết đâu. Để tranh giành vị trí chủ tịch, cô ấy đã làm đủ mọi cách, thậm chí hãm hại anh trai để có được lòng tin của Lôi tổng. Tôi không có hứng thú nghe anh phân tích họ tranh giành tài sản thế nào. Tôi với Lôi Tử Đồng không còn quan hệ gì nữa. Tôi cũng không vì tiền để làm điều đó đâu. Ok, nếu anh không còn thắc mắc gì về công việc nữa, chúng ta chỉ bàn tới đây thôi. Tôi đã nói hết sự việc cho anh nghe rồi. Quyền lựa chọn nằm ở anh, không làm phiền anh nữa. Vào đi. Hay là lát nữa em pha cho anh ly cà phê. Công trình của Hoàng Đạt Vĩnh Hằng đã khởi động toàn diện rồi. Khoản tiền còn thiếu cũng đã được thu về đúng kỳ hạn. Vì vậy số tiền tạm ứng từ công ty mẹ lần trước có thể hoàn trả cho tài khoản công ty rồi. Thiếu chữ ký của anh nữa. À, thời hạn nộp là cuối tháng này. Anh sẽ xử lý, em cứ để đó đi. Ok. Daisy, dạ. Cô đang rảnh không? Dạ rảnh. Kiểm tra khoản tạm ứng đặc biệt này hoàn trả chưa? Được. Vẫn chưa, cuối tháng mới tới hạn. Tôi nghe nói công trình Hoàng Đạt Vĩnh Hằng đã khởi động rồi. Khoản tiền của họ đã thu về đủ rồi mà. Có nên hỏi anh Lơ nộp tiền vào tài khoản chưa? Thật ra tôi có thể hỏi Hannah. Không cần đâu, giao cho tôi xử lý. Dạ được Amanda. Chị Tam, chị có thấy chiếc đồng hồ hoa hồng bạc kim của tôi không? Cô Hai à, tôi không có lấy trộm mà tôi không biết. Sao chị phải sợ như vậy? Tôi không nhớ để nó ở đâu thôi mà. Như vậy thì tốt rồi, tôi cứ sợ cô sẽ nghĩ là tôi lấy trộm. Tại sao chị lại nói vậy? Không có gì. Nói đi. Hôm đó cái xác của ông chủ bị mất trộm. Không hiểu tại sao ông chủ lại nghi ngờ cậu Hai, mà phải nghi ngờ cậu Nghinh mới phải. Đinh Hữu Nghinh. Alo. Alo ông xã, anh đang ở đâu? Ở công ty. Hồi nãy chị Tam nói với em, vào ngày mất trộm Đinh Hữu Nghinh có tới nhà. Rõ ràng Amanda không có ở nhà, nhưng anh ta muốn mang đồ vào tận nhà. Tính ra vào nhà hết 20 phút lận đó. Em chờ chút. Rồi nói tiếp đi. Chị Tam có nói với Sally, cho nên Sally chắc chắn có nói với ba. Anh đoán không sai, Amanda từ đầu đã bố trí sẵn rồi. Còn nhỏ nham hiểm thật. Hèn chi hôm đó nó chỉ đứng nhìn chứ không làm gì hết. Chúng ta làm trò hề cũng không biết. Nhưng có điều em không hiểu đâu. Amanda không phải bị mất trí nhớ và quên Đinh Hữu Nghinh sau cuộc phẫu thuật rồi sao? Tại sao anh ta còn giúp nó làm việc nữa? Có phải là đang giả vờ không? Amanda, rồi, đẹp lắm. Rồi, Amanda. Anh Đinh, thấy sao hả? Biểu cảm hơi cứng. Nghỉ ngơi chút đi. Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Amanda, tôi rót cho cô ly nước. Tệ lắm sao? Cả ngày mặt mũi chằm chằm. Có chuyện gì không hài lòng cứ nói thẳng ra đi. Có phải nhà em bị mất trộm không? Sally nói với anh sao? Anh ta không phải tới báo cho anh biết, mà anh ta tới tra hỏi anh rằng có phải ai đó bảo anh lấy trộm đồ của Lôi tổng không? Cũng phù hợp với tính cách của anh. Chuyện công chuyện tư cũng trung thành với chủ. Bây giờ anh bị nói là kẻ trộm. Anh bị nghi ngờ là kẻ trộm, nhưng mà anh lại không biết. Tại sao Lôi tổng không báo cảnh sát? Thì ba tôi không báo với cảnh sát cũng có lý do. Nói không chừng ba cũng sợ bản thân nhớ lầm, trong cái xác không hề có gì thì sao? Em có biết mình đang nói gì không hả? Người này nghi ngờ người kia ăn trộm, người kia lại nghi ngờ trong cái xác không có gì hết. Gia tộc của em làm cái gì vậy? Sao đột nhiên lại có hứng thú với những chuyện trong gia đình tôi vậy? Anh không có hứng thú với chuyện gia đình của em. Trước đó rất kỳ vọng được hợp tác với em, bởi vì anh rất hy vọng có thể khiến em nhớ lại những ký ức danh.
Nhưng mà bây giờ thì anh chỉ muốn nhanh chóng cho xong công việc. Ờ, vậy sao? Anh Đinh à, chúng ta tiếp tục được chưa? Không cần nữa. Hôm nay cô Lôi không có tâm trạng. Nghỉ chụp. Có cần nhắc anh Lôi nộp tiền vào công ty không? Không cần. Xem như không biết đã. Cô không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý. Hi. Hello. Sao nhìn em thất thần vậy? Có tâm sự sao? Anh Hai đó, trước đó công ty của anh xoay vốn không kịp, đã tạm ứng một số tiền lớn từ công ty mẹ. Công ty Hoàng Đạt Vĩnh Hằng đó hả? Phải. Đáng lẽ cuối tháng phải hoàn trả tiền về công ty mẹ. Nhưng hồi nãy Daisy nói với em, Đồng Đồng đang điều tra khoản tiền này. Em sợ em ấy sẽ làm khó anh Hai. Vậy anh ấy có thật là có tiền nhưng mà không trả không? Em đoán khách của anh ấy đã trả tiền cho anh rồi. Có lẽ anh quá bận nên chưa kịp nộp lại tiền thôi. Bản tính của em là như vậy, luôn luôn nghĩ về mặt tích cực. Nè, Raymond mà anh hiểu biết chắc chắn sẽ kéo dài khoản trả. Dĩ nhiên em thà tin anh của em, bởi vì bận quá nên quên đi ngân hàng nộp tiền. Nhưng mà em cũng đừng nói là anh nghĩ nhiều quá. Anh vẫn cứ cảm thấy sự việc này có liên quan tới việc két sắt của ba bị cậy. Có khi nào trong két sắt đó hoàn toàn trống rỗng, rồi sau đó nó trong két sắt có tập tài liệu vô cùng quan trọng, dù hai anh em họ lấy trộm. Dĩ nhiên là không rồi, anh đừng càng nói càng phức tạp nữa. Sắp tới thời hạn chọn ra chủ tịch mới rồi. Hơn nữa Amanda của ngày hôm nay không hề đơn giản một chút nào đâu. Nói vậy cũng có vẻ giống. Trước đó em còn sợ Amanda sẽ thấy chán, kêu em ấy vào phòng tài vụ giúp em. Ai ngờ em ấy điều tra khoản tiền của anh Hai. Thì anh Hai của em đúng là đang giữ số tiền đó mà. Nhức đầu quá, em không muốn nghỉ nữa, quá phiền. Ủa, sao anh quẹo vậy? Chúng ta đi mua đồ tới nhà giảm stress nấu ăn mà. Tâm trạng của vợ anh không tốt, còn muốn nấu ăn cái gì nữa chứ. Nè, bây giờ anh quyết định đưa em đi ăn mì trôi ống tre, sau đó thì ăn bánh trứng rán phồng, có chịu không? Cảm ơn ông xã. Nếu như em ngoan hơn nữa thì sau khi tan tầm đừng nghĩ tới công việc, như vậy còn cưng hơn. Sao không nghĩ được chứ? Việc ở công ty cũng là việc gia đình, một là anh trai, một là em gái. Nếu anh Hai không nộp tiền vào công ty thì thế giới đại chiến luôn đó. Em khờ quá. Còn cả tuần nữa mới tới ngày 31 mà. Chưa gì đã cho phiền muộn quấy nhiễu bản thân mình rồi. Đâu có đáng chứ. Anh nói cũng phải. Thôi được, không suy nghĩ gì hết. Có một chuyện phải nghĩ. Suy nghĩ là nên ăn bánh trứng mùi gì? Em ăn sô-cô-la, bởi vì anh thích ăn. Anh không có hứng thú với chuyện gia đình em. Trước đó rất kỳ vọng được hợp tác với em, bởi vì anh rất hy vọng có thể khiến cho em nhớ lại những ký ức với anh. Nhưng mà bây giờ thì anh chỉ muốn nhanh chóng xong công việc này. Mời vào. Chị Hai. Bánh ngọt đây, đoán xem là món gì? Chị hạnh nhân trứng hả? Sao em giỏi quá vậy? Nè. Cảm ơn chị. Tranh thủ ăn nóng đi. Thơm quá đi. Sao chị lại nhìn em vậy chứ? Chị cảm thấy em thật khó nắm bắt. Có lúc em có sự ngây thơ của Đồng Đồng, lúc thì có giả tâm của Amanda. Xem ra Daisy đã nói cho chị biết em đang điều tra khoản tiền của anh. Cô ta cũng trung thành thật đó. Chị thật sự không hiểu lắm, tại sao em cứ phải nhắm vào anh Hai vậy? Em chỉ là làm đúng chức trách, có vấn đề gì? Giống dĩ chị rất vui vì em đã hồi phục trí nhớ. Chúng ta có thể cùng nhau tập yoga, cùng đi dạo phố ăn cơm, cùng nhau tâm sự, giống như ngày xưa vậy, ngủ chung với nhau. Em cũng thấy vui lắm. Chị đúng là ngây thơ. Chị cứ tưởng em thấy chán quá mới đến giúp chị. Thì ra em một lòng muốn điều tra anh Hai. Chị Hai à, em với anh Hai luôn đấu đá nhau nhiều năm rồi, không phải đến bây giờ mới như vậy đâu. Chẳng qua chị luôn giả vờ không biết thôi. Em muốn làm chủ tịch tập đoàn đến vậy sao? Là ba muốn em làm, nhưng ba sợ em không đấu nổi anh Hai. Em làm nhiều việc như vậy chẳng qua muốn chứng minh cho ba thấy em nổi trội hơn anh Hai. Và em cũng hy vọng anh Hai biết khó để lui. Chị suy nghĩ không phức tạp như em.
còn cả tuần nữa mới đến cuối tháng. Chưa tới ngày 31, chị cũng sẽ không phỏng đoán bừa bãi điều gì. Chị hy vọng em có thể cho anh hai chút không gian. Đừng nghĩ anh ấy sẽ làm chuyện gì xấu. Ok. Các anh giao nhà rất đúng thời hạn, nhưng quan trọng nhất là chất lượng phải bảo đảm. À, về mặt chất lượng thì anh hoàn toàn có thể yên tâm. Trong số những nhà đầu tư đó thì chúng tôi có lương tâm nhất. Ok, chất lượng nhà tốt lắm, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà thứ em thích nhất chính là cảnh quan. Cô Lôi đúng là biết thưởng thức lắm. So với những căn nhà cùng khu vực, cảnh quan chính là thứ có sức hút nhất. Nên thời gian xây dựng hơi lâu, tôi vẫn kiên trì muốn mua đó. Cô Lôi mua không làm đâu. Bây giờ căn này tăng giá hơn 2 triệu đô rồi. Nếu như không có vấn đề gì, phiền cô cho xin chữ ký ở đây. Giao hoàn thành thủ tục giao nhà là xong rồi. Ok, xong rồi. Được rồi, không làm phiền hai vị nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn anh. Thật ra anh phải nói xin lỗi em mới phải. Mấy năm nay em đã chịu nhiều tủi thân. Em cam tâm tình nguyện mà sao lại thấy tủi thân được chứ? Chỉ cần có thể được ở bên cạnh anh là em đã mãn nguyện rồi. Sao em lại khờ vậy? Thời gian xây dựng lâu như vậy cũng chờ. Anh không nghe thấy hay sao? Chờ có chút mà lời được 2 triệu đô rồi. Bản tính của em không có thích gấp gáp. Những gì xứng đáng chờ đợi em sẽ kiên nhẫn lắm. À phải rồi, em có chuyện cần phải nhắc anh. Anh nhớ đem tiền nộp lại vào tài khoản của Lãng Ninh Chứng Hải đó. Em đúng là giống như chuông báo thức ghê, cứ nhắc nhở anh hoài. Còn nữa, có chuyện này muốn nói với anh một tiếng. Hôm qua lúc em đang photo, vô tình phát hiện được có người in lại phần tài liệu mà em đã in vài ngày trước. Lúc đó em chợt nhớ lại, hình như lúc đó Amanda có vẻ cố tình nhìn về phía của em đó. Em nghi ngờ em ấy in tài liệu mà em đã từng in à? Vừa đúng phần tài liệu ai đó in lại lại chính là bản hợp đồng của anh với Martin. Giả dụ nếu như người đó thật sự chính là Amanda, có lẽ cô ấy đã biết được chuyện anh ra làm ăn riêng rồi. Em xin lỗi, hôm đó vì quá gấp gáp đã quên xóa lịch sử in trong mấy photo. Susan. Susan sống ở đây đúng là sung sướng thiệt đó. Tôi đứng ở đó cả phút mà nó vẫn không thèm nhúc nhích luôn. Đâu có tăng động như cô đâu, đi tới đi lui. Nói câu nào cũng khịa. Nè cô mau tới coi đi, chị gái ngọt ngào này đăng clip bóc phốt nè. Nói sau khi thoa son của Double B xong bị lỡ miệng kìa. Mau tới coi đi cô đi. Tôi đã sử dụng son của dòng sản phẩm thiên sứ này. Sau đó cảm thấy miệng của mình càng ngày càng nóng và ngứa nữa. Khi tôi soi gương thì nhìn thấy vùng quanh miệng đã mọc lên vài nốt mụn nước nhỏ. Rất là đau. Đau tới nỗi bây giờ tôi không thể mở to miệng để nói chuyện nữa. Và tôi cũng không thể ăn uống được. Mọi người nhìn nè. Hy vọng tất cả người hâm mộ đừng giống như tôi mua phải mẫu son số hiệu 524 này. Nếu như đã lỡ mua rồi, mọi người hãy nhớ đừng có sử dụng nha. Có làm quá không vậy? Miệng nổi mụn nhọt mà đi đổ thừa lung tung kìa. Cô mặc kệ cổ đi. Cô nói như vậy chắc chắn là sẽ nổi tiếng cho coi. Chưa được xác thực đã nói bậy bạ rồi. Lần trước anh Đinh vạch trần cô ta mua lượt tương tác. Bây giờ cô ta biết anh Đinh là CEO của Double P. Chắc chắn cô ta không ưa anh Đinh nên chà đạp Double P đó. Cô ta dám khiêu chiến công khai. Cô gan lắm. Gan dạ khỉ gió gì? Rõ là đang lợi dụng lộ liễu. Không biết có phải có người đứng đằng sau ra lệnh không nữa. Double P lớn mạnh như vậy, chắc chắn kiện cô ta tội phỉ báng. Nè anh hai, có coi đoạn clip của chị Ngọt chưa? Cảm ơn quan tâm. Mới đây chúng tôi đã nhận được sự tố cáo của người dân. Nói sau khi sử dụng mẫu son của dòng sản phẩm thiên sứ này đã xuất hiện tình trạng dị ứng ửng đỏ, thậm chí nổi mụn nước ở miệng. Và chúng tôi đã tìm được một cựu nhân viên của công ty mỹ phẩm này để thực hiện buổi phỏng vấn. Ngày trước tôi làm chủ quản phòng kiểm soát chất lượng ở công ty này. Chính mắt tôi đã nhìn thấy lô son mã 524 này. Chưa qua làm kiểm tra vô khuẩn đã lén tung ra thị trường rồi. Cô có bằng chứng gì không? Mắt của tôi chính là bằng chứng. Lúc đó sếp tôi, cô A cũng có mặt ở xưởng. Tôi đã nhắc nhở cô ấy, sản phẩm này vẫn chưa được kiểm nghiệm. Ai ngờ không bao lâu, cô ta đã đuổi việc tôi. Giờ nghe giọng nói thì biết là Francis rồi. Có phải không vậy? Ăn nói sằng bậy cũng nói được. Sao lại đuổi việc vô cớ chứ? Rõ ràng cô ta thường xuyên đi muộn về sớm mà. Lừa ngày nghỉ phép mới bị công ty đuổi. Đúng, cô ta nói xấu công ty như vậy đúng là vô lương tâm. Còn nói đôi mắt cô ta là bằng chứng nữa. Vậy cũng nói được, đúng là đầu óc có vấn đề. Đoạn clip này đang không ngừng lan truyền trên mạng.
trang web của Double B chúng ta rất nhanh sẽ bị người ta công kích. Điều cần xử lý trước tiên chính là thẩm tra đơn đặt hàng và hoàn trả lại hàng. Dạ, dạ biết rồi. Đuổi việc lúc nào? Có làm đúng luật không? Ok, tôi đang trên đường về công ty. Bye bye. Anh Linh. Anh Linh à, sao có Double P gặp vấn đề rồi? Anh có gì để nói? Tại sao lâu sau đó chưa được kiểm tra vô còn đã tung ra thị trường? Lời tố cáo của cựu nhân viên Double P là thật hay giả gì? Anh có vi phạm việc lén tung sản phẩm ra thị trường không? Là vì cựu nhân viên đó vì vấn đề kỷ luật nên mới bị công ty sa thải. Những gì cô ta nói chúng tôi sẽ bảo lưu mọi quyền truy cứu trách nhiệm. Cảm ơn. Không phải đâu anh Linh. Nhân viên đó có nói trong tay cô ấy đã có lịch sử sản xuất lô hàng, chứng minh lô hàng không được kiểm tra vô khuẩn nào hết. Nên dây chuyền sản xuất của chúng tôi vô cùng nghiêm ngặt, nên là công ty chúng tôi sẽ đưa ra lời tuyên bố sau. Cảm ơn. Tuyên bố? Từ chối trách nhiệm hả? Vậy có thu hồi lại toàn bộ sản phẩm hay không? Anh lấy lại danh dự bằng cách nào? Có đối chất với cựu nhân viên không? Vui lòng trách đường, trách đường giùm đi. Vui lòng trách đường. Chào mọi người, chào mọi cậu người. Cậu gốc có phần của anh nữa sao? Dĩ nhiên có phần tôi rồi. Tôi là đại sứ giao tiếp của Double B mà. Mọi người uống nước đi nè 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 nè. Uống nước đi, lấy cậu đi. Cậu có tin nóng gì không? À, tin nóng hả? Tôi có một nguồn tin rất đặc sắc. Đó chính là... Là gì? Hôm nay nóng nực quá phải không? Lô số môi mang mã số 524 của Double B gặp chuyện, anh có biết không? Tôi biết. Anh thấy thế nào? Tôi cho rằng đó là cựu nhân viên nhận chỉ thị của Raymond. Nhưng mà chuyện này tôi đã từng nhắc nhở anh và đã nói rồi. Anh nghe không lọt tai thôi. Ý của anh là gì? Bây giờ anh đang là CEO của Double B. Anh hỏi tôi là ý gì? Tôi đã từng nói rồi, Raymond nắm tư liệu xấu của chúng ta, có thể gây ảnh hưởng tới Double B. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa là CEO, thì làm sao biết được cựu nhân viên này đã bị đuổi việc vì lý do gì chứ? Anh ngồi được vị trí này thì nên tìm hiểu về cơ cấu và cách vận hành của công ty này, đường đi nước bước như thế nào. Gặp phải vấn đề thì nên nghĩ cách để mà giải quyết. Vậy nên tôi đã xem lại lịch sử phòng thí nghiệm. Lô hàng này rõ ràng không hề làm kiểm nghiệm vô khuẩn. Vậy tôi hỏi ngược lại, tại sao lô hàng đó lại ra thị trường được? Câu nói này là có ý gì chứ? Hỏi tội tôi hay sao? Lúc lô hàng này tung ra thị trường, anh là người phụ trách của Double B. Tôi không hỏi anh thì hỏi ai đây? Dường như anh không hiểu lời tôi nói cho lắm. Bây giờ tôi giữ chức chủ tịch của tập đoàn. Double B là công ty con. Cho dù có hỏi, cũng là tôi hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Anh có thể coi chuyện này không liên quan tới anh luôn hả? Lần này mục đích tới đây của anh chỉ muốn hỏi ý kiến của tôi, hay là muốn xin tôi giúp anh đi? Cầu xin không phải tác phong của tôi. Làm phiền rồi. Amanda tìm anh ngồi vào vị trí này, chắc chắn anh giỏi giang hơn người. Sự việc khủng hoảng quản lý này không dễ dàng xử lý. Để xem anh giải quyết như thế nào. Double B do tôi và Amanda đích thân nuôi nấng. Anh có thể đi tìm cô ấy. Cô ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện. Để xem cô ấy có còn nhớ anh không. Charlie không chịu giúp thật hả? Charlie tận tâm tận lực giúp Amanda nuôi nấng Double B. Ai ngờ trước khi em ấy làm phẫu thuật, đùng một cái đem cả công ty Double B giao hết cho anh Đinh. Nè, giống như cái gì ta? Bà bầu sau khi mang thai gần 10 tháng, sau khi em bé chào đời, người chồng đã đem em bé giao cho bà vợ bé. Em nói có tức chết hay không? Em thấy phiền lắm rồi, em đừng nói đùa như vậy nữa. Chính vì sự việc nặng trĩu như vậy, anh mới dùng cách nói nhẹ nhàng hơn để diễn tả. Mà nói thật, nếu anh Đinh chịu hạ mình an nỉ, Charlie chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhà mấy anh ta chơi trò gì rồi, sĩ diện mà. Hết cách. Thơm quá đi. Wow, tự nhiên xuất hiện sau lưng. Cũng may không nói xấu em đó. Nhưng mà anh đang nói xấu Đinh Hữu Nghinh và Charlie. Đó là sự thật thôi. Double P bị người ta bôi xấu, em không lo lắng hả? Có anh rể làm PR, chắc sẽ giải quyết được thôi. Nè nè, sếp à, xin em đừng nói như vậy. Vụ này rất khó giải quyết. Thật ra em biết người đằng sau là ai mà. Anh hai đã nói trước có tư liệu đen rồi mà. Chị thật sự không hiểu nổi, anh em ruột với nhau mà đấu đá cái gì chứ. Amanda, em thật sự không định ra tay giúp anh Đinh sao? Không thấy anh ấy lên tiếng tức là giải quyết được rồi. Anh ấy tiếp quản được vị trí CEO này, không lý nào không giải quyết được chuyện nhỏ này. Nhưng Double P do chính tay em tạo ra mà. Em định khoanh tay đứng nhìn hả? Giờ em chính là đại sứ thương hiệu. Em cũng có hứng thú xem thử Đinh Hữu Nghinh giải quyết thế nào. Phải rồi, bánh trứng gà non ăn được chưa? Ê, cũng sắp chín rồi. Wow. Chờ một chút. Nhìn cũng được đó. Muốn okay. Ăn quá đi. Cẩn thận nha, nóng lắm đó. Nóng lắm đó. Nóng quá. Wow.
Ngon quá ông xã. Em muốn nói là anh làm bánh trứng gà non này còn ngon hơn ngoài tiệm bán nữa. Vậy sao? Nè, cái bánh này chỉ là hàng thử nghiệm thôi, còn rất nhiều thứ phải cải thiện đó. Lô son gặp vấn đề cũng là hàng thử nghiệm mà. Hàng thử nghiệm? Em đem hàng thử nghiệm này vào nhà cho ba ăn thử. Năm 24 quen lắm. Tháng nào cô cũng phải tuần tra nhà xưởng với lại phòng thí nghiệm. Tháng này tôi đã đi thấy cô rồi, sẵn tiện lấy hóa đơn đến cho cô ký. Nè, ký đi. Công ty thương mại ngày mai có em. Sao cái tên dễ thương quá vậy? Còn cái này nữa nè. Công ty vận chuyển ngựa dòng, giao hàng ngựa dòng chải và chắc vất vả lắm. Ký đi, chờ một chút nữa chúng ta còn phải bàn về kế hoạch tuyên truyền nữa đó. TD 524 6 thùng, TD 402 5 thùng. Đây là hàng gì vậy? Cô hỏi tôi hỏi ai? Ngoan đi, do đích thân cô làm kia mà. Chào anh, tôi có thể giúp được gì? Anh chào cô, tôi là người của Double B. Tôi muốn hỏi thăm, vào khoảng một tháng trước, cô có nhớ từng nhận về lô hàng TD 524 với lô hàng TD 402 không? Xin lỗi anh, tôi mới vào làm không rõ lắm, phải hỏi lại cô Thái mới biết được. Vậy cô ấy có đây không? Cô Thái không ở Hồng Kông, bữa đi châu Phi, 2 tháng sau mới quay về. Vậy có cách nào có thể tìm được cổ không? Vì tôi đang có việc cần tìm cổ. Thỉnh thoảng cô có gọi điện về hỏi thăm tình hình công ty. Hay là anh để lại số điện thoại, tôi sẽ kêu cô ấy gọi lại cho anh. Cảm ơn cô. Được. Tôi muốn hỏi đây có phải là cô Thái không? Phải, cô Thái rất hay tới châu Phi cứu trợ thiên tai và làm từ thiện. Alo, ngày mai có em. Được, tôi sẽ kiểm tra ngay. Xin lỗi, cho hỏi anh có biết ông chủ công ty vận chuyển ngược dòng này hay không? Anh Sương hả? Ảnh chuyển nghề rồi. Anh có biết anh ta đi đâu không? Anh thử tới phố Áp Liêu tìm ảnh đi. Anh có địa chỉ không? Trời, sao có được chứ. Tôi chỉ biết anh mở tiệm bán đồ cũ thôi à. Nè, anh thường đội nón tai bèo, cũng dễ nhận ra lắm. Cảm ơn. Chào anh, cho tôi hỏi thăm, có phải ông chủ ngược dòng ký này là anh Sương đúng không? Phải, có chuyện gì? Không, tôi chỉ muốn hỏi khi nào anh ra mở hàng. Không biết chừng đâu, con người của anh ngộ nghĩnh lắm, thích mở lúc nào thì mới mở, tôi cũng không rõ. Cảm ơn anh. Xin lỗi, tôi muốn hỏi anh là anh Sương phải không? Phải, thì đang sao? Tôi muốn hỏi anh, công ty thương mại ngày mai có em, cô Thái. Trước đó anh từng giao hàng cho cô ấy, anh xem có nhận ra cổ không? Thì là phụ nữ thôi, nhận kiểu gì? Ok, vậy anh có nhớ anh giao hàng gì tới công ty này không? Này hàng quá chứ anh nhớ chứ. Mỗi ngày giao nhiều hàng như vậy, sao tôi biết là cái hàng gì? Nhưng mà tôi trí nhớ tốt, cậu gặp Mai rồi. Thật xin lỗi, anh Linh vốn dĩ mở cuộc họp báo để nói về sự việc này, nhưng mà anh ấy có việc gấp không thể nào về kịp, cho nên kêu tôi nhờ anh chủ trì cuộc họp báo này. Tại sao? Đó là vì ở Double B ngoài anh ấy ra, anh là người phụ trách lớn nhất rồi. Tôi đang hỏi tại sao anh ta không tới mà kêu anh tới. Tôi cũng không biết nữa, 2 giờ khuya đêm qua anh kêu tôi chuẩn bị, tôi cũng không hiểu tại sao lại gấp gáp mở cuộc họp báo như vậy. Mở cuộc họp báo bản thân lại không xuất hiện, anh ta sợ không giải quyết được vụ việc. Hay là không dám gặp phóng viên đi? Chắc không phải vậy đâu, anh đang bận việc quan trọng, nhờ anh đại diện trước thôi mà. Đã báo kênh phóng viên nào? Báo giấy, báo mạng với lại đài truyền hình, đại khái khoảng 10 mấy người. Tôi đã chuẩn bị sẵn bản thảo rồi. Ngoài ra thì tôi đã bài trí sẵn biện pháp an toàn.
Tôi kêu dì tôi ngoài việc đặt bánh tây ra, còn phải ghi nhớ tuyệt đối không đặt bánh có kem. Nếu nói năng khó nghe quá thì lúc bị ném bánh cũng không bị dính kem đầy mặt đó. Anh biết phóng viên thích nhất chụp mấy hình ảnh này mà. Về mặt thức uống, toàn bộ dùng ly giấy, không dùng bình thủy tinh. Mắt còn họ nổi giận, đập bể chai. Được rồi, anh cảm thấy Đinh Hữu Nghinh, anh ta sẽ làm gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Nè, nhưng mà anh yên tâm đi. Nói chung về mặt truyền thông, tôi đã làm xong việc rồi. Họ sẽ không hỏi quá đáng. Nhưng về phía nhà báo mạng thì tôi không có quen lắm, cho nên anh tự mình tùy cơ ứng biến đi. Nói chung, nếu như thấy không ổn thì cúi rạp người xuống nhận lỗi, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, tôi biết phải làm sao. Sao vẫn chưa bắt đầu nữa vậy? Thì đó, đã tới giờ rồi. CEO của các cô đi đâu rồi hả? Xin mọi người đừng nóng vội, cuộc họp báo ngày hôm nay sắp sửa được bắt đầu rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Sally. À, xin chào các anh chị báo chí truyền thông. Vị đứng kế bên tôi đây chính là chủ tịch đương nhiệm của Lãng Ninh Trấn Hải, anh Thương Tra Lễ. Và anh ấy cũng là trợ lý chính của Double B Kim, cố vấn đặc biệt. Anh Đinh đâu? Tại sao không phải CEO đương nhiệm của Double B ra giải thích vậy? Bởi vì anh Đinh đang bận việc quan trọng cho nên không thể tới kịp. Nhưng mà anh em báo chí, mọi người có những thắc mắc gì cũng có thể hỏi anh Thương đây. Anh Thương hoàn toàn có thể giải đáp cho mọi người. Nếu anh Đinh không xuất hiện, tại sao không trực tiếp hủy buổi họp báo? Đúng đó, có phải chơi thăm chúng tôi không? Tại sao Amanda không đứng ra giải thích cho rõ ràng? Tin đồn họ hôn nhân sản nước có phải thật không? Nè, Double B là một thương hiệu quan trọng của chúng tôi. Chuyện gì vậy? Cũng không rõ nữa, chúng tôi cũng vì nghe thấy tiếng ồn ào nên là mới cố tình tới đây xem. Xin thử cho mọi người lời giải thích thỏa đáng, mọi người không cần phải lo lắng. Anh Thương nè, câu trả lời của anh hơi giả rồi đó nha. Chúng tôi muốn anh Đinh đích thân có mặt giải trình sự việc. Cảm ơn. Yên tâm, chúng tôi đang tìm anh ấy rồi. Nếu như anh Đinh còn không xuất hiện, chúng tôi sẽ bỏ về đó. Phải đó. Nè, chào mọi người. Anh Đinh về rồi kìa. Phải đó. Tưởng anh không tới. Anh còn muốn nói gì nữa không? Rồi, bởi vì tôi phải tới sân bay để nhận hàng về nên mới tới trễ, thật lòng xin lỗi. Mọi người có những câu hỏi gì, có gì hỏi. Về việc khách hàng sử dụng son môi của Double B xong bị dị ứng, anh giải thích sao hả? Thật ra lô son đó có được làm kiểm nghiệm vô khuẩn hay chưa vậy? Sao lại xuất hiện ngoài thị trường vậy? Vấn đề đầu tiên là CEO tiền nhiệm của Double B chúng tôi, Amanda. Cô ấy là người thấy tốt sẽ muốn tốt hơn. Vậy nên trước khi son môi dòng thiên sứ được tung ra thị trường, cô ấy đã làm ra một lô sản phẩm thử nghiệm, cũng chính là TD-524 mà mọi người nói. Và lô sản phẩm thử nghiệm này vì là sản phẩm thử nghiệm cho nên không hề làm kiểm nghiệm vô khuẩn. Hả? Không làm kiểm nghiệm hả? Tức là những gì cựu nhân viên đó nói là thật? Nói nữa. Vấn đề thứ hai, vì đó là lô sản phẩm thử nghiệm cho nên chúng tôi định sẽ tiêu hủy và không định tung nó ra thị trường. Chẳng qua là cựu nhân viên đó nổi lòng tham đã lấy cắp số lượng son rồi đem ra bán thôi. Nếu là vậy tại sao anh không xuất hiện giải thích từ đầu chứ? Bây giờ là xã hội gì? Tôi không tin tôi xuất hiện nói vài câu thì mọi người sẽ tin tôi. Vì vậy cho nên tôi thật sự phải lấy ra được bằng chứng xác thực nhất mới nói với mọi người. Vậy anh có bằng chứng gì không? Mọi người hãy nghe tôi kể một câu chuyện nha. Trước tiên Amanda có quen biết một nhà nghệ thuật rất có lòng lương thiện. Cô ấy tên là Thái Kiện Dân. Và cô Thái xưa giờ rất thích sưu tầm những nguồn tài nguyên dư thừa trên trái đất, đem quyên góp cho những quốc gia rất nghèo khó, cho các em thiếu nhi, hy vọng có thể tái sử dụng. Anh Đinh à, anh có thể vào vấn đề chính được chứ? Ý niệm của Double B chúng tôi chứ là phải trân trọng tài nguyên trái đất. Vì vậy Amanda đem lô sản phẩm thử nghiệm này quyên góp toàn bộ cho cô Thái, và cô Thái sẽ đem tới châu Phi và nước Serbia. Vậy mà cũng là tái sử dụng sao? Có phải anh nghĩ rằng cho dù người dân châu Phi có dùng tới lỡ miệng cũng không ai khiếu nại các anh không hả? Tôi trả lời vấn đề của chị gái lúc nãy đã. Vào vấn đề chính rồi nha. Điều tôi muốn nói chính là quyên góp cho các em nhỏ dùng như màu vẽ. Bởi vì son môi Double B không chỉ có thể tô màu cho đôi môi mà còn có thể tô màu thế giới. Wow. Vị này chính là cô Thái. Cô ấy tận tâm tận lực làm từ thiện, thường xuyên đích thân ghé thăm các quốc gia nghèo khó. Cuối cùng tôi muốn nói, Double B tuyệt đối là một nhà doanh nghiệp lương tâm. Bức tranh này được vẽ ra từ sản phẩm son môi, màu mắt và chìa kẻ môi của chúng tôi. Hy vọng mọi người từ từ thưởng thức. Chị tại sao lại chọn hai quốc gia có khí hậu cực đoan như vậy chứ? Hôm nay cuối cùng cũng có một câu hỏi khiến tôi rất muốn trả lời. Bởi vì vậy mới có thể cho thấy được mỹ phẩm Double B chúng tôi dù ở nơi cực nóng hay là một nơi cực lạnh cũng có thể phát huy được trạng thái tốt nhất. Vậy anh Đinh còn bổ sung điều gì cho việc này nữa không? Tôi muốn nói về cựu nhân viên đó, cô ta có vấn đề về kỷ luật nên mới bị công ty sa thải. Tuyệt đối không phải như lời cô ta nói, đuổi việc vô cớ đâu. Bây giờ những gì cô ta nói, chúng tôi sẽ bảo lưu mọi quyền truy cứu trách nhiệm. Và sau cùng, tôi chỉ muốn mọi người có thể cho một tràng pháo tay
cho Amanda của chúng tôi. Anh đã quá khen tôi rồi. Amanda, ừ, Amanda. Cả hai đều ở đây nè. Xem ra lời đồn hôn nhân trục trặc là giả rồi. Chụp tấm ảnh này chụp với anh Đinh tắm đi. Chụp tấm ảnh trước đi. Chụp bên này đi. Ông kính bên này. Chụp bên này. Chụp đi, chụp đi. Chụp bên này. Bức tranh thực sự rất ý nghĩa. Nghệ thuật chính là ngôn ngữ chung của thế giới. Bức tranh được vẽ ra từ bàn tay của các bạn nhỏ cũng cho thấy thế giới này tràn ngập tình yêu và sự ấm áp. Mọi người chăm sóc lẫn nhau. Amanda, cô thân là người sáng lập và là đại sứ thương hiệu của Double P. Tại sao sự việc xảy ra lâu như vậy cô cũng không xuất hiện giải thích gì? Phải đó, hay là nhân lúc này nói vài câu đi. Trong vòng 2 tháng qua thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đã đem lại thay đổi lớn cho cuộc đời tôi. Trước đó tôi bị tổn thương đầu phải nhập viện. Tôi cũng đã thử bị rắn cắn, bị sét đánh. Tôi rất biết ơn khoảng thời gian này anh Đinh luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Còn về tại sao tôi lại không xuất hiện giải thích là vì tôi mới làm phẫu thuật não bộ xong, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng tôi tin rằng lời giải thích vừa rồi của anh Đinh chắc chắn mọi người đều rất hài lòng. Ở đây, tôi muốn nói với người có ý đồ bôi xấu Double P. Xin lỗi, các người thất bại rồi. Hai vị nhìn hướng này được không? À, bên này, bên này. À, phải đó, vui lòng nhìn qua trái đi. Bên này, cảm ơn. Bên này, bên này. Đúng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn. Rồi, nhìn bên này đẹp lắm. Luôn có cách đi gỡ bên mà. Lợi hại nhất là Amanda cuối cùng xuất hiện để chiếm Boss Line. Bức tranh thực sự rất đẹp. Anh đã đồng gì được Amanda? Giỏi lắm. Chúng ta